Vậy là phiên bản 14.18, một bản cập nhật vô cùng to lớn cũng đã cập đến máy chủ Việt Nam. Với hàng loạt chỉnh sửa và thay đổi, những form bài hot meta một thời đã phải nhường lại sân khấu cho những bài đánh được buff mạnh mẽ hơn. Một trong số đó đương nhiên phải là pháo thủ với rất nhiều pha buff nhắm vào cả tướng và cả tộc hệ. Hơn nữa, Ezreal còn được làm lại kỹ năng khiến cho anh chàng nhà thám hiểm này không còn phải chịu cảnh bị ghẻ lạnh như trước nữa mà đã vươn mình trở thành một carry vô cùng uy tín cho anh em an tâm sử dụng. Nào, không vòng vo nữa, hãy cùng Cà Phê Nhân Phẩm dõi theo cách Deadshot triển khai bài đánh pháo thủ tiên phong như thế nào để có thể hủy diệt lobby và giành luôn cho mình top 1 mãn nhãn nhé. Trận đấu này được diễn ra ở cổng dịch chuyển mới là Nấu Như Xương, đem về cho các cầu thủ một chảo vàng và một sẻng vàng. Các mảnh đồ anh có được trong 3 rau quái đầu là cung, đai lưng cùng găng. Nâng cấp đầu tiên xuất hiện là một nâng cấp bực vàng. Lối đi riêng đương nhiên phải được bỏ qua đầu tiên, lấy về thì chỉ có ghép sẻng với chảo để nấu ăn mà như thế thì lại không quá đột biến. Lõi vuốt rồng thì cũng không phù hợp do anh đang không có mảnh váy nào. Đang có form def nên anh cũng không muốn mạo hiểm với liều mới ăn nhiều. Nhất là trong ngày đầu của một meta có quá nhiều thay đổi. Giữa ba lõi có được thì đang không có mảnh gậy nên không thể lấy về đường nung. Hộ pháp thì có phần bó buộc vào các bài đánh liên hoàn, chiến binh. Các mảnh đồ có được đang thiên hướng sát thương vật lý, anh quyết định lấy về một lựa chọn an toàn là lưỡi kiếm uy lực. Mảnh kiếm sẽ giúp anh có thể tối ưu đồ sớm để def, cũng như lượng sức mạnh công kích cộng thêm sẽ phù hợp với rất nhiều form bài khác nhau để anh có thể tùy ý triển khai. Mua về hình nhân, sau khi ngắm nghía một hồi lâu, thấy hai mảnh sẻng và chảo vàng không thể cho ra được ấn nào quá ưng ý với các mảnh đồ hiện tại, anh xào luôn áo choàng chiến thuật cho nhẹ đầu. Tối ưu luôn vô cực cho Ezreal. Với form def kích được khá nhiều hệ cũng như quân số vượt trội, chiến thắng đầu tay được dành cho Deadshot. Gặp một nhà khá khỏe với cũng cộng một slot từ áo choàng và đội hình đã có được rất nhiều 2 sao. Zoe với giao điện cùng học giả kích hoạt tỏ ra quá mạnh mẽ ở giai đoạn đầu, Deadshot nhận về trận thua. Cửa hàng xuất hiện luôn 2 Ezreal, game gọi thì Deadshot trả lời, nhà thám hiểm cũng vừa được buff, chốt luôn Ezreal carry thôi. Round này chỉ phải gặp một nhà level 4. Deadshot không quá khó khăn để có được chiến thắng trở lại. Đi chợ nhặt về cung, tối ưu bùa đỏ cho Ezreal. Rumble cũng đã lên 2, để Snowball anh lên luôn cấp 5, kẹp vào bát, kích bánh ngọt, học giả. Tiếp tục có được chiến thắng dễ dàng trước một nhà đang đánh lose. Đối đầu một nhà Nunu, cầm hai đồ trông cũng khá ghê gớm, nhưng sức mạnh của một Ezreal 2 sao tầm này là quá khác biệt. Cung ánh sáng lấy đi lượng lớn sinh lực, phần việc còn lại dành cho Zoe hay bát là không thể đơn giản hơn, chuỗi thắng 3 được dành cho Deadshot. Đập đá đem về thêm găng, nước mắt của một Ezreal nữa được rớt ra. Nhà này đã vẽ được 2 ấn ma thuật luôn mà. Dù vậy đó là chuyện của sau này, còn giờ thì chưa quá đáng lo. Toàn một sao nên bốc hơi rất nhanh trước cùng ánh sáng của Ezreal tung ra. Deadshot tiếp tục giành được chiến thắng. Nhịp độ trận đấu bỗng được đẩy nhanh hơn khi lõi kim cương xuất hiện. Bỏ qua tốc độ chóng mặt do đã đủ trang bị cho Ezreal. Với bộ bài pháo thủ tiên phong thì đã gần như tròn bài ở 7, do đó không cần thêm một chest làm gì. Tương tự với vương miện tiên phong khi 4 tiên phong đã là quá dư thừa chống chịu. Với rất nhiều Ezreal có được từ sớm thì vé kim cương cũng không cần thiết. Một lõi đánh nhau sẽ là lựa chọn phù hợp hơn. Anh quyết định lấy về to lớn và mạnh mẽ, bổ sung thêm chống chịu cho đội hình. Gặp một nhà vẫn còn ở level 5, họ còn đang chấp lõi kim cương. Chuỗi thắng của Deadshot được nâng lên con số 5. Đối đầu một nhà cũng đang def bằng Ezreal. Dù vậy, sức mạnh của nhà thám hiểm hai bên nhìn bằng mắt thường cũng thấy là quá chênh lệch. Cung ánh sáng tiếp tục dọn dẹp sạch sẽ dàn chống chịu mỏng manh, dẫn quân tiến xuống, kết liễu nốt Ezreal phía bên kia, không thể ngăn cản Deadshot rồi. Xào luôn thêm một vô cực từ kiếm nhặt được ở chợ cho Ezreal. Gặp một nhà quá rèn bất ngờ, Olaf có gươm biến ảnh nhảy xuống nhưng đáng tiếc là Ezreal lại có dịch chuyển cổ học lướt đi, trả lại cung ánh sáng. Gã tiểu phu mới là nạn nhân phải chịu trận. Rồi, vậy là xong. Những Vex còn lại làm gì có khả năng chống chịu hay Seraphine cũng không hề có sát thương. Easy win. Thử thách đã đến khi đối đầu nhà Nunu đã kích hoạt được 5 ong. Ezreal vẫn có thể nhắm vào Nunu từ sớm khi Blitz đã tạm thời phân thân lánh nạn. Cậu bé người tuyết theo đó nhanh chóng gục ngã trước lượng sát thương to lớn của nhà thám hiểm. Quân số còn lại của kẻ địch dù đông nhưng đa phần chỉ là để kích hệ. Ezreal vẫn còn rất mạnh khỏe, không quá khó khăn để dọn dẹp nốt tàn quân. Deadshot tiếp tục bay cao với chuỗi thắng của mình. Săn sói đem về thêm các mảnh đồ cho anh là giáp, váy và cung. Lên 7 và bắt đầu roll. Với lượng tiền khổng lồ, không quá khó khăn để anh hoàn thiện form bài với Huy cùng Modder 2 sao được bổ sung vào sân. Lại gặp thêm một nhà ong mật nữa, lần này là cặp đôi Blitz cùng Zeke. Dù 3 sao, nhưng Blitz chỉ được cầm mỗi nỏ xét ánh sáng trên người, sức chống chịu theo đó cũng gần như không có. Một lần cung ánh sáng là đủ để kết liễu gã người máy hơi nước này. Những Zeke hay Cogmo phía sau đương nhiên cũng phải chịu trận, nguyên nhà.
lõi cuối quay về với một lõi bạc. Bốc đồ thì không quá cần thiết khi Mordor cùng Ezreal đã được tân trang đầy đủ. Nhà sưu tầm trang bị thì đã bị nerf khá nặng nên cũng không còn quá ngon. Đồ cổ hay hồi sức theo hàng đều chôn khi đi cùng pháo thủ. Cấp cứu chiến trường là lựa chọn cuối cùng của anh. Không còn bị lỗi thì đây là một lõi khá ngon để cung cấp khả năng hồi phục cho đội hình. Nhà hai ấn ma thuật chỉ với mốc 6 thì anh vẫn lo được tốt. Đội hình toàn một sao thế này thì lấy gì chống đỡ trước cùng ánh sáng của Ezreal đây. Ra chiêu lần 1 kết liễu gần như toàn bộ dàn tanh. Tới khi lần ra chiêu thứ 2 được tung ra thì cặp đôi Gwen và Kama đều phải bất lực gục ngã. Chiến thắng thứ 10 liên tiếp được dành cho Deathshot. Mua về dư chấn, đem quân đối đầu nhà Kama. Không có đồ mana nên kẽ nứt thời gian không thể lan truyền quá nhanh vào đội hình anh. Mà có bắn trúng được vào Ezreal phía sau thì cũng không hề có sát thương. Taric dù rất trâu nhưng Mordor của anh cũng không hề kém cạnh. Có phải nằm xuống thì cũng đã câu kéo quá nhiều thời gian. Ezreal cũng như Varus còn lại dễ dàng hạ gục nốt Kama hay Morgana mỏng manh của kẻ địch. Chuỗi thắng của Deathshot tiếp tục đường nối dài. Nhà này level 8, roll được Camille 2 luôn mà. Tưởng đâu sẽ phải nhận về trận thua khi bóng thép đã đá gục đi Mordor thì không. Ezreal không làm anh thất vọng khi tung ra cung ánh sáng hạ gục Fiora từ trước. Camille bị số đông kẻ địch nhắm vào cũng không còn quá mạnh mẽ. Hạ gục xong Mordor thì cũng phải bất lực ra đi. Gwen giờ mới tiến xuống thì cũng đã quá muộn màng. Varus ra đi vẫn kịp để lại mưa hỏa ngục làm tiền đề cho Ezreal tung chiêu kết liễu luôn búp bê bánh ngọt ngay sau đó. Chưa 3 sao mà vẫn liên tục thắng là anh em hiểu sức mạnh của đội hình này rồi đấy. Mua về khổng lồ hóa, đối đầu một nhà Ezreal ẩn chính. Dàn tanh thì có vẻ trâu bò, nhưng các carry lại toàn tiểu học. Những lần ra chiêu liên tục từ thanh kiếm gần như không có sát thương trước một Mordor hóa khổng lồ. Dàn tanh đối thủ theo đó lần lượt nằm xuống, con đường dẫn tới hàng sau đã rộng mở. Nami bất lực chịu trận khi Ezreal đã nhắm vào. Ryze có kích hoạt đồng hồ thì cũng là vô nghĩa khi anh còn rất nhiều chết trên sân để có thể che chắn cho nhà thám hiểm. Deathshot có được chiến thắng suýt sao? Những mảnh đồ cuối cùng từ quái giúp anh hoàn thành thêm giao điện cho Huy cùng mũ thích nghi cho Mordor. Còn nguyên 50 tiền thì không thể thắng mãi được. Hành trình kỳ diệu tới đây là phải kết thúc khi anh gặp phải nhà đang cháy còn lại. Gwen 2 sao cầm bốc đồ ánh sáng tỏ ra không thể ngăn cản với xoẹt xoẹt liên tục tung ra. Mordor theo đó không thể cầm cự được quá lâu. Ezreal cùng Varus dù rất cố gắng trả sát thương nhưng đều là vô nghĩa khi quân số hai bên đã quá chênh lệch. Deathshot đành chấp nhận mất đi chuỗi thắng của mình. Máu còn nhiều nên anh cứ chiêu chiêu slow roll thôi. Nhà Blitz đem quân trả thù. Với đầy đủ trang bị, Blitz không còn mỏng manh như trước nữa. Lượng sát thương phép gây ra là quá to lớn khi so với một Mordor chỉ mới 2 sao. Cung ánh sáng của Ezreal bắn vào Blitz nhưng cũng chỉ như trứng trọi đá, không thể ngăn cản người máy hơi nước. Deathshot tiếp tục nhận về trận thua. Gặp lại nhà Nunu hảo ngọt lúc này đã 3 sao. Tầm này chưa hóa vàng được các carry thì khá thiếu sát thương rồi. Cung ánh sáng của Ezreal rồi trường phái bao tố được Huy liên tục tung ra mà vẫn không thấm vào đâu. Nunu cứ thế hạ gục đi Mordor, tiến xuống, nuốt chửng đi toàn bộ bè lũ pháo thủ phía sau. Thôi thì đép được 2 chest đã là quá thành công dành cho anh rồi. Tiếp tục roll, mua về hình nhân vàng. Mảnh ghép đầu tiên là Rumble cũng đã lên 3 sao. Dù vậy, vấn đề thiếu hụt sát thương vẫn chưa được giải quyết. Rumble được đổi trang bị sang vẫn rất cứng cáp. Thế nhưng những lần cung ánh sáng đến từ Ezreal đã không gây được áp lực khi nhắm vào Fiora có huyết kiếm cùng móng vuốt. Hay Gwen có bảo hộ từ áo choàng hừng đông. Trận thua đau khiến Deathshot chỉ còn lại 34 máu. Cảm thấy không thể để trôi máu được nữa, anh xả tiền roll mạnh. Dù vậy lại rơi vào thế không ai muốn là 8 Ezreal cùng 8 Mordor. Nhà Kama khi nãy đem quân trả thù. Lúc này họ đã lên 9 với dàn tai to mặt lớn phía trên được trang bị đầy đủ. Cung ánh sáng tung ra dù chúng được Kama nhưng lại không đủ sát thương. Rumble sau một khoảng thời gian vùng vẫy trong bất lực cũng đã chịu trận khi có quá nhiều kẻ địch đang nhắm vào. Và thế là hết. Ezreal còn lại đơn độc lẻ loi, đương nhiên không thể làm gì được thêm. Một trận thua đau được dành cho anh. Với mỗi thứ 8 con, không quá khó khăn để anh có được bi update với toàn bộ chủ lực đều đã lên 3. Ngưỡng sức mạnh mới đã đến, anh đem quân va luôn với nhà ông mật. Mordor giờ đã khỏe mạnh hơn trước rất nhiều, gần như không mất máu dù phải chống chịu trước rất nhiều nguồn sát thương. Ezreal tung ra cung ánh sáng, lấy đi lượng lớn sinh lực của Blitz, tạo điều kiện cho Huy dứt điểm gã người máy hơi nước ngay sau đó. Tưởng đâu đã giành được chiến thắng thì không. Cogmore với áo choàng mờ ám phân thân ra, mỗi Cogmore bản sao theo đó lại sở hữu áo choàng bóng tối, từ đó quay ra kết hợp cùng những chú ong liên tục hạ gục cả đôi carry. Deathshot đã nhận về trận thua không thể cay cú hơn. Mua về nhà máy tái chế để có thể vẽ lại đồ chuẩn dành cho cả hai chủ lực. Nhà Fiora Wen này thì chuối phi, sau rất nhiều round mà vẫn chưa thể update gì đáng kể.
Fiora không tự lượng sức mình, lao xuống thì bị Ezreal trả lại cung ánh sáng, đánh cuống cuồng chạy đi nhưng làm gì thoát được khi trưởng phái báo tố của Hay đã nhắm chuẩn. Mất đi một carry từ sớm, kẻ địch không có đủ sát thương để có thể vượt qua ác quỷ thiết giáp được nữa. Cung ánh sáng không thể đẹp hơn được Ezreal tung ra, kết liễu Narcissus cùng Wen phía trên cũng như là mềm đi Kama phía sau. Huy không quá khó khăn để lo liệu nốt phần việc còn lại, anh phục thù thành công. Trở ngại còn lại là nhà Kama Exodia với rất nhiều năm tiền 2 sao trên sân, nhưng có vẻ là lo hơi thừa rồi. Đối thủ lần này mới là người phải đối diện với vấn đề thiếu hụt sát thương, không lối thoát của Bria không thể nhắm vào được hàng sau, đành chôn chân với Morder châu bò phía trên. Tuyết rơi của Diana cũng chỉ làm chậm đi phần nào đó tốc đánh, còn sát thương gây ra thì không thể giảm đi được. Lần lượt từng kẻ địch đều rơi rụng trên con đường mà cung ánh sáng đi qua. 4-1 thì làm gì còn cơ hội nào cho kẻ được khai sáng nữa, thêm một kẻ địch nữa bị Bishop tiễn ra đi. Bước vào combat quyết định, kịch bản lần này còn có phần tồi tệ hơn dành cho đối thủ khi Bishop đã xếp bài không thể chuẩn trí hơn. Galio hất tung Fiora, Tamken theo đó bồi thêm cú lặn tiên tri, gần như toàn bộ đều bất động nhìn cung ánh sáng xuyên qua. Gwen là nạn nhân đầu tiên của ngã khi không thể né được nét vẽ của Huy. Morder theo đó có cơ hội tiến xuống nhắm thẳng Kama, cắt đứt luôn nguồn sát thương duy trì của đối thủ. Fiora còn lại trở thành một cánh nhánh cô độc, bốn bề đều là địch. Còn đâm kiếm vào một con tướng kích hệ là Varus thì hết cứu. Chiến thắng cũng như top 1 mãn nhãn được dành cho Deadshot. Ở mốc 2 sao đã có cho mình chuỗi win 13, sau khi lên 3 thì gần như không ai địch nổi. Đây là minh chứng không thể rõ nét hơn cho sức mạnh của phong bài pháo thủ tiên phong này. Chúc anh em thành công với giá này nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên để lại một like, một share và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo tới từ Cà Phê Nhân Phẩm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.